Kính chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tin Mới. 30 tập luôn cập nhật liên tục những tin tức an ninh thời sự đáng chú ý trong nước và thế giới. Ngay sau đây, mời quý vị đến với những tin tức trong ngày mà biên tập viên của chúng tôi vừa mới tổng hợp. Xin kính chào quý vị đã trở lại với tin mới, với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị, theo trang Thời báo Hoàn Cầu, vừa qua tỉnh Giang Tây Trung Quốc đã bước vào thời điểm khi tăng mức cảnh báo ứng phó khẩn cấp lũ lụt và thiên tai lên mức cao nhất vì mưa lớn kéo dài. Khuya ngày Chủ nhật vừa qua, mực nước tại trạm Thủy Văn ở Hồ Bà Dương, tỉnh Giang Tây cao kỷ lục, vượt mức cảnh báo đỏ 22,52m trong trận Đại Hồng Thủy năm 1998. Hơn 4.000 người tử vong trong trận lũ lụt thảm khốc năm 1998 và thiệt hại kinh tế 160 tỷ nhân dân tệ, tương đương 22,9 tỷ đô la Mỹ. Một quan chức huyện Bà Dương, Vương Trung Hoa nói với Thời báo Hoàn Cầu rằng chính quyền và người dân đã có các biện pháp đắp đê ngăn lụt bằng các túi cát vào đêm ngày thứ hai. Các lực lượng ứng phó cũng sẵn sàng. Hồ Bà Dương là hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc thuộc lưu vực sông Trường Giang. Theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc, mưa lớn kéo dài khiến mực nước của hơn 400 con sông ở Trung Quốc vượt mức báo động, trong đó hơn 30 con sông ghi nhận con số cao kỷ lục. Đến nay, lũ lụt đã ảnh hưởng đến 40,89 triệu người ở 27 tỉnh thành, khiến 155 người thiệt mạng hoặc mất tích và làm 28.000 ngôi nhà bị thiệt hại. Trung Quốc đã nâng mức ứng phó lũ lụt quốc gia lên mức cao thứ hai vào hôm thứ Hai. Nhiều người đặt câu hỏi liệu Đặt Tam Hiệp có thể ngăn lũ lụt nếu lúc này chứng kiến tình hình lặp lại như 24 năm về trước, khi mưa và lũ lụt thường đạt đỉnh vào cuối tháng này và đầu tháng sau hàng năm. Một số nhà phân tích cho rằng Đập Tam Hiệp, dự án đi vào hoạt động năm 2003, đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn lũ. Ông Trương Bắc Định, nhà phân tích cao cấp tại Hiệp hội Kỹ thuật Thủy điện Trung Quốc cho biết, mực nước sông có thể ở mức thấp bằng cách giữ nước ở thượng nguồn của hồ chứa Đập Tam Hiệp, còn Hồ Bà Dương và các nhánh khác có thể xả nước dòng chính của sông Trường Giang. Theo ông Trương, sông Trường Giang hiện đang an toàn hơn so với năm 1998. Tình trạng mưa lớn kéo dài ở các vùng hạ nguồn của đập gây ngập lụt lớn nên nhà chức trách đã phải giảm mức xả lũ xuống 19.000 m khối một giây vào hôm Chủ nhật, lần giảm thứ 5 trong mùa lũ này. Tờ Hoàn Cầu Thời báo dẫn lời tiến sĩ Cao Kiến Quốc, thành viên Ủy ban Quốc gia giảm thiểu thảm họa cảnh báo, thách thức lớn nhất vẫn còn chưa đến. Ông Cao nói rằng, dù Đập Tam Hiệp có vai trò lớn trong việc điều tiết lũ trên sông Trường Giang, nhưng ở những vùng hạ lưu có thể đối diện thách thức lớn từ mưa cục bộ gây ngập lụt. Bên cạnh đó, mưa bão thường xảy ra vào tháng sau, có thể tăng thêm nguy cơ cho khu vực lưu vực sông Trường Giang. Giới chức chuyên gia Trung Quốc nhận định rằng, mưa lớn bất thường trên lưu vực sông Trường Giang gây lũ lụt nặng không chỉ là bài kiểm tra cho Đập Tam Hiệp, mà còn là cho cả công tác ứng phó thảm họa chung. Trung Quốc đang phải trải qua mùa mưa lũ nghiêm trọng với lượng mưa trung bình tại lưu vực sông Dương Tử đã đạt mức kỷ lục từ năm 1961 theo Tân Hoa Xã. Nhà chức trách đã ban bố mức ứng phó lũ khẩn cấp lên sát mức cao nhất. Đợt thiên tai đã đặt ra những câu hỏi về vai trò của Đập Tam Hiệp, dự án thủy điện lớn nhất thế giới nằm trên thượng nguồn sông Dương Tử, đoạn qua thị trấn Tam Đầu Bình, tỉnh Hồ Bắc. Hôm vừa qua, Thứ trưởng Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc Diệp Kiến Xuân cho rằng các con đập trên cả nước, đặc biệt là đập Tam Hiệp, đã hoạt động hiệu quả trong việc kiểm soát lũ năm nay. Theo Reuters, ông Diệp nói đập Tam Hiệp đang chứa 2,9 tỷ mét khối nước. Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc hôm thứ Ba tuần trước công bố dữ liệu cho thấy mực nước trong hồ chứa của đập Tam Hiệp đã đạt mức 155,2 mét, cao hơn 8,7 mét so với mức cảnh báo lũ. Công ty điều hành đập hôm thứ Hai cho biết lượng nước trong hồ chứa của con đập đã đạt 88% tổng dung tích. Trong khi đó, lượng xả lũ của đập cũng được điều chỉnh giảm xuống khoảng một nửa, còn 21.000 m khối trên giây nhằm giảm áp lực lũ tại các vùng trung và lưu của sông Dương Tử. Tuy nhiên, nhiều khu vực ở hạ nguồn sông như Hồ Đồng Đình, Hồ Bà Dương đang có mực nước cao kỷ lục. Ông Phạm Hữu Nhà, địa chất học Trung Quốc từ lâu phản đối các dự án thủy điện lớn cho rằng sức chứa của đập Tam Hiệp chỉ chiếm chưa đầy 9% lượng nước lũ. Ông Phạm phân tích, đập Tam Hiệp chỉ có thể ngăn chặn một phần và tạm thời lũ ở vùng thượng nguồn, đóng góp rất ít cho việc kiểm soát lũ gây ra mưa lớn ở trung lưu và hạ lưu sông Dương Tử.
Theo ông Phạm, giới hoạch định đã bỏ qua năng lực điều tiết lũ tự nhiên của các con sông và hồ nước khi cho xây đập thủy điện để kiểm soát lũ. Tương tự, nhà địa lý học David Shaman, chuyên viên nghiên cứu về lũ lụt Trung Quốc tại Đại học Alabama, Mỹ cho rằng các trận lũ ngày càng dữ dội hơn do vùng đồng bằng ở hạ lưu ngày càng bị thu hẹp. Bên cạnh đó, ông Shaman nói rằng đập Tam Hiệp chỉ có thể giúp giảm nhẹ các trận lũ bình thường và ít hiệu quả trong những trận lũ lớn. Chính quyền Trung Quốc gần đây cũng thừa nhận rằng không thể chỉ dựa vào đập Tam Hiệp để điều tiết lũ cho cả vùng đồng bằng sông Dương Tử. Một nhà phân tích được truyền thông nước này dẫn lời nhận định rằng đỉnh lũ vào cuối tháng này và đầu tháng sau sẽ là bài kiểm tra thực sự cho đập Tam Hiệp và hệ thống ứng phó thảm họa chung. Theo Reuters, Bộ Thủy lợi Trung Quốc hôm thứ Ba công bố dữ liệu cho thấy mực nước trong hồ chứa của đập Tam Hiệp đã đạt mức 155,2m, cao hơn 8,7m so với mức cảnh báo lũ. Giới chức Trung Quốc cho biết đập Tam Hiệp có thể chứa lượng nước với mực nước lên tới 175m. Hôm đầu tháng, sông Trường Giang hứng đỉnh lũ đầu tiên trong năm và nhà chức trách đã cho mở cửa một số cửa xả lũ tại đập Tam Hiệp để giảm mực nước trong hồ chứa. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài trong các vùng hạ nguồn của đập gây ngập lụt lớn nên nhà chức trách đã giảm mức xả lũ xuống còn 21.000 mét khối mỗi giây vào ngày Chủ nhật, lần giảm thứ 5 trong mùa lũ này, với việc mùa mưa lũ bắt đầu bước vào giai đoạn chính vào cuối tháng này và đầu tháng sau. Thứ trưởng Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc Diệp Kiến Xuân cho biết tình hình hiện nay là rất đáng lo ngại cho khu vực lưu vực sông Trường Giang và các hồ lớn ở hạ nguồn đập. Tờ Hoàn Cầu Thời báo dẫn lời chuyên gia Cao Kiến Quốc, thành viên Ủy ban giảm thiểu thảm họa quốc gia cảnh báo thách thức lớn nhất vẫn còn chưa đến. Tuy nhiên, mưa bão thường xuyên xảy ra vào tháng sau, có thể tăng thêm nguy cơ cho khu vực lưu vực sông Trường Giang. Những cơn mưa lớn thất thường chính là những mối đe dọa nguy hiểm đối với đập Tam Hiệp, đồng thời chính là bài tập kiểm tra cho đập Tam Hiệp và lực lượng ứng phó thảm họa. Trước đó, những cơn mưa tấn công tỉnh An Huy, nơi từng hứng chịu trận lũ kinh hoàng vào năm 1911, khiến nơi này một lần nữa phải khốn đốn vì lũ dâng cao. Nghiêm trọng hơn là làm vỡ đoạn đê dài 50m ở huyện Bà Dương, khiến khoảng 9.000 người ở khu vực tỉnh An Huy phải sơ tán. Nhiều khu vực thuộc lưu vực sông Trường Giang như các thành phố Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc, Cửu Giang và Tam Xương, tỉnh Giang Tây đã phát cảnh báo đỏ để ứng phó lũ. Mực nước tại 4 trạm thủy văn ở Hồ Bà Dương, hồ lớn nhất của Trung Quốc đã vượt mốc kỷ lục trong đợt lũ sông Trường Giang năm 1998. Nguy cơ mà đập Tam Hiệp đối diện vẫn chưa thật sự đến, nhưng những trận lũ ở vùng hạ lưu đã khiến thiệt hại về người và của trầm trọng. Tính đến thứ Ba tuần trước, mùa lũ năm nay đã ảnh hưởng gần 38.000 người tại 27 tỉnh, 76.000 người được sơ tán, ít nhất 148 người chết hoặc mất tích và 28.000 ngôi nhà đổ sập. Kính thưa quý vị, gần đây mưa lớn liên tục xảy ra ở miền Nam Trung Quốc và thảm họa đã được báo cáo ở các tỉnh như Hồ Nam, Vân Nam và Chiết Giang với tổng số hơn 3 triệu người bị ảnh hưởng. Dựa trên các báo cáo của phương tiện truyền thông đại lục, vào ngày thứ Hai tuần vừa qua, mưa lớn đã xảy ra ở Quý Châu, Quảng Tây, Hồ Nam, Giang Tây, Chiết Giang và những nơi khác. Tính đến 8 giờ ngày thứ Ba, 642 hồ chứa và nhỏ ở tỉnh Hồ Nam đã bị tràn, 1.625.100 người bị ảnh hưởng ở 50 quận thuộc 8 thành phố, bao gồm cả phía Tây Hồ Nam, quận Lucy, do bị ảnh hưởng mưa và lũ lớn khiến hơn 2.700 ha mùa màng bị phá hủy và 56.500 người bị ảnh hưởng. Ông Liao ở làng Taru, thị trấn Hesui, huyện Lucy, tỉnh Hồ Nam cho biết thảm họa ở thị trấn Lucy rất nghiêm trọng. Nhiều nơi đã bị sập và sạt lở đất, lũ lụt đã tràn vào nhà và bờ kè ở nông thôn chưa được xây dựng. Lúa đã mất hết, dưa cũng đã bị mất hết. Theo báo cáo, thảm họa lũ lụt đã ảnh hưởng đến 1,163 triệu người tại 8 thành phố và 34 quận bao gồm Nam Xương, trấn Cảnh Đức, trấn Bằng Tường và Cửu Giang ở Giang Tây. 7 người chết và 7 người mất tích, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 1,47 tỷ nhân dân tệ. Huyện Huy Hoan, Giang Tây bị lũ lụt bao vây và danh lam thắng cảnh đã bị đóng cửa từ ngày hôm thứ Ba. Ông Su ở Huy Hoan, Giang Tây cho biết mưa xối xả đã đến quá nhanh. Nó kéo dài một ngày một đêm do lượng mưa lớn nên hồ chứa phải xả lũ, chuyện trăm năm mới có một lần. Thiệt hại nặng nề, lần này chắc chắn sẽ có thương vong nhưng không ai biết số lượng. Đài quan sát khí tượng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục đưa ra cảnh báo mưa bão màu cam. Mưa lớn diện rộng ở phía Nam sẽ tiếp tục diễn ra. Từ ngày mai đến 2 ngày tới, một đợt mưa mới chủ yếu tập trung ở khu vực Giang Nam và khu vực miền Trung. Thưa quý vị, Thượng Hải cùng hàng chục thành phố khác ở Trung Quốc chìm trong cái nóng như thiêu vào hôm thứ Ba. Thời tiết nắng nóng bất thường làm nứt nẻ đường xá, buộc người dân phải tìm đủ mọi nơi có thể mang lại chút mát mẻ. Đến 11 giờ sáng theo giờ địa phương, 68 thành phố bao gồm Thượng Hải đã ban hành cảnh báo đỏ, mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo 3 cấp.
Mức cảnh báo này cho thấy dự báo nhiệt độ sẽ tăng lên đến hơn 40 độ C trong 24 giờ tới. Việc xây dựng và các công việc ngoài trời khác sẽ phải tạm dừng. Hiện vẫn đang nỗ lực dập các ổ dịch COVID-19 nhỏ. Thượng Hải đã phát cảnh báo 25 triệu dân đề phòng thời tiết nắng nóng trong tuần này. Kể từ khi bắt đầu lưu giữ nhiệt độ vào năm 1873, Thượng Hải chỉ mới ghi nhận 15 gậy có nhiệt độ vượt qua 40 độ C. Mùa hè năm nay ở Trung Quốc mang đến những thái cực hết sóng nhiệt rồi lại đến mưa lớn. Giới chức xem biến đổi khí hậu là nguyên nhân và đã cảnh báo về những thảm họa tiềm ẩn từ giữa tháng này, thường là thời điểm nóng nhất và ẩm ướt nhất trong năm. Giới chức Lào nghi Trung Quốc xả lũ tại các đập thủy điện khiến mực nước sông Mekong tiếp tục dao động bất thường, có những ngày mực nước tăng đến 12%. Theo Oscar News, mực nước sông Mekong tại nhiều khu vực ở Lào tăng đột ngột trong mùa khô, đe dọa các loài thủy sản, động vật hoang dã và các loài thực vật thủy sinh. Số liệu từ chương trình quan sát đập Mekong của Trung tâm Stimson Mỹ cho thấy, 5 đập ở Trung Quốc đã xả nước từ hơn một tuần nay. Ông Nawat Kukia, chủ tịch nhóm bảo tồn Chiang Khong ở Thái Lan lưu ý rằng, nước sông Mekong vẫn trong, dấu hiệu cho thấy nước đổ về từ các đập ở Trung Quốc, vì nếu là nước mưa thì sông sẽ đục hơn. Ông Rokeyu cũng lo ngại mực nước dao động bất thường sẽ gây ảnh hưởng đối với toàn bộ hệ sinh thái. Những người sống nhờ dòng sông đã cảnh báo sự thay đổi đột ngột trên vì họ cho rằng dòng nước sẽ đổ về cuốn trôi trứng của các loài thủy sản vừa mới sinh, trong khi tổ của những loài chim sống ven sông cũng có nguy cơ bị ngập. Trong khi đó, làn nước trong cũng mang theo ít chất dinh dưỡng cho hệ sinh thái hơn. Trước đó, vào tháng 1, mực nước sông Mekong ở mức thấp đáng lo ngại do đập Cảnh Hồng ở Trung Quốc giới hạn xả nước để bảo trì hệ thống. Trong một diễn biến khác, đài CGTN đưa tin, Ủy viên Quốc vụ Viện kiêm Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho hay, Trung Quốc sẽ phối hợp với các nước sông Mekong nhằm thúc đẩy sáng kiến hợp tác Lan Thương Mekong LMC, cố gắng tạo mô hình hợp tác mới cho khu vực và hướng tới phát triển và bền vững. Phát biểu tại tiệc chiêu đãi nhân kỷ niệm 5 năm thành lập LMC, ông Vương cho biết cơ chế này đã mang lại nhiều lợi ích hiển hiện cho người dân các nước. Sáng kiến hợp tác Lan Thông Mekong LMC gồm các nước Trung Quốc, Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!